Xin chào tất cả các bác. Ở video clip này xin gửi đến các bác một bộ cấu hình rất hay. Và xin nhấn mạnh đây là một bộ cấu hình đánh cực bạo lực, tiếng bát đánh rung ấm chén các bác nha. Một đôi loa Yamaha NS100X, một trong đôi loa rất hay và đôi loa tình trạng đẹp như thiếu cái thùng xốp các bác, từ e căng cho đến loa luôn. Đẹp gọi là cực đẹp các bác nha, các bác nhìn đấy. Cực kỳ đẹp luôn. Con này nó sử dụng một cái vật liệu gọi là vật liệu Mythium các bác nhá. Vật liệu Mythium làm cái con tép và con chung. Vật liệu sử dụng trong quân sự đấy các bác. Mythium phóng xạ đấy các bác. Đó. Và rõ ràng là những cái vật liệu như vậy thì nó được sử dụng trên những cái đàn anh NS1000 monitor của nó. Và đây là con NS100X, là một trong những bản thu nhỏ. Và tiếng tép, tiếng chung nó nghe tuyệt vời các bác ạ, bởi vì nó sử dụng công nghệ Lithium để tạo ra cái màng của nó rất cứng và nhẹ. Và các bác có thể cảm nhận tiếng tép nó rất trong và sạch. Đó, đây là đặc trưng của những dòng Yamaha các bác nhá. Đấy, nói đến Yamaha thì thường người ta sử dụng những cái vật liệu rất là, một là ceramic gốm này, hai là Lithium như vậy, thì người ta làm những cái con tép cũng như là cái màng của nó rất là đặc biệt, riêng có chỉ có thằng Yamaha thôi các bác. Nó dám táo bạo như vậy. Và rõ ràng là nó đã vang danh một thời các bác. Thì đôi loa này em xin để các bác giá là 4.800.000 đồng. Tình trạng đẹp không còn vết các bác nhé. Đẹp gọi là đẹp xuất sắc luôn. Đó các bác, từ hậu thùng này. Đôi loa này công suất rất là cao. Công suất nó đâu đó là 160W đấy các bác nhé. 6 ohm, 160W. 160W một thùng loa. Nặng 20kg trên một thùng. Bát thì bát 22 nhưng mà cực nặng. Vành nhôm xung quanh rất đẹp. Đẹp, gọi là đẹp không có vết đấy các bác ạ. Đôi loa này thì em xin để các bác giá 4.800.000 với chiếc âm Limazan 2.000.000 tròn, BM 4000. Chiếc âm Limazan này là một trong những dòng âm ly rẻ tiền của Mazan. Đấy, giá rất là cỏ nhưng mà của Mazan có lâu lớt. Bát tép, tình trạng âm ly đẹp hoàn hảo luôn, cũng không có vết các bác. Âm ly rất đẹp. Và chiếc mi này em đang đánh với nó, em chỉ nhích bát có chưa đến 12 giờ tiếng bát đã rung cả ngực rồi các bác. Đánh rất hợp nhau. Bây giờ mời các bác cùng nghe tiếp ạ. Cả bộ đôi này là 6.800.000 các bác nhá. Cả bộ đôi các bác có thể lấy lẻ. Các bác lấy cả đôi này đánh cậu mợ với nhau cực hợp luôn. Tiếng bát đánh rung người. Nhưng bác cần những đôi loa Buxell đánh rung cả ấm chén. Đây là một trong những bộ cấu hình đúng như vậy luôn các bác. Tiếng tép rất là nảy, bát sâu. Mà cứ nghe như vậy thì nghe cả ngày không chán đấy các bác. Nó tiếng bát đánh rất là êm tai. Rất là rẻ tiền mà đánh phê lòi các bác ạ. Chơi audio không cứ phải đắt tiền các bác nhá. Không cứ phải đắt tiền đâu các bác. Chỉ cần chưa đến 7 triệu đồng một bộ, nghe hay bày đẹp như vậy, còn gì để bàn các bác. Công nghệ Lithium các bác nhá. Bát rất là đầm các bác. Bây giờ mời các bác cùng chuyển sang một bài của cô Thanh Tuyền. Mưa
mình tình ngăn cách. Để ý kỹ tiếng giọng trung âm cao các bác nhá, rất là gọn và xòe luôn các bác, cái trung âm cao ấy. Cái vật liệu lithium các bác, nó rất là tốt trong cái tiếng trung. Và em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả các bác trong thời gian vừa qua đã ủng hộ em. Thì đợt tới này em về hàng nó về liên tục các bác. Các bác hãy tranh thủ vào kênh đăng ký, nhấn chuông theo dõi để cập nhật hàng ngày những sản phẩm cũng như những cấu hình em ghép lên. Và đây là một trong những bộ cấu hình rất hay cho các bác chơi những cái tầm tiền dưới 7 triệu. Mà chất âm thật sự các bác, nó vượt tầm tiền rất nhiều. Em nói thật, nếu mà không phải là một trong những người có điều kiện tiếp cận với nhiều thiết bị như vậy thì khẳng định luôn, ghép với những bộ nghe hay như vậy thì đôi khi mất rất nhiều tiền chứ chắc lại hay được như vậy. Đó, các bác đủ hiểu là bọn em mất nhiều công sức thế nào. Bọn em phải ghép nhặt âm đi rất nhiều các bác, nó mới ra như vậy. Em không bao giờ có cái tài là nhặt cái ra luôn. Đó, ghép này nó là may hơn khôn đấy các bác. May hơn khôn đấy các bác ạ. Bọn em phải nhặt hết con âm đi kia nó mới ra được như vậy. Và cũng xin chân thành cảm ơn đến rất nhiều bác đã chúc sức khỏe em cũng như là trong thời gian vừa qua có những lời chúc tốt đẹp. Và em xin nhấn mạnh hàng lần này về rất nhiều, các bác hãy ủng hộ em để cho hàng của em nó đi nhanh, bởi vì nhà đang rất nhiều hàng các bác. Mưa cái là dột ướt hết loa luôn các bác, các bác thông cảm giúp em, nên em phải bán rất là nhanh. Nên là có những sản phẩm nào các bác lỡ mà không mua kịp thì các bác đợi sản phẩm khác, đừng trách em. Hôm qua có một bác khách mua không kịp là cũng gọi điện nói em, thật sự là rất là tội nghiệp luôn. Em cũng chỉ muốn là có thật nhiều để bán cho các bác thôi. Có những mã sản phẩm nó chỉ về một đôi thì thật sự là không thể nào mà em làm ra nó, nên là mong các bác thông cảm, hàng bãi mà không phải hàng mới. Và một số lưu ý nữa là nhiều bác mua những chiếc âm đi Nhật này về, các bác thấy ghi công suất đằng sau là 300W, thế là các bác đi mua hai đôi loa Bose mỗi bên là 75W đó, cộng lại là 130W cộng với 130W là 260W, bác tính theo kiểu như vậy. 260W các bác phang hai đôi loa Bose vào một chiếc âm ly 360W, vậy là bác bảo là bác gọi điện cho em là đánh cháy âm ly, bác gọi điện cho em là mới có hơn 200W làm sao là cháy được hơn 300W. Như vậy là sử dụng như vậy là không chuẩn. Cái watt này nó không quyết định phối ghép các bác nhé. Em nhấn mạnh rất nhiều video nói rồi, cái watt không quyết định phối ghép, mà nó phối ghép nó phụ thuộc vào rất nhiều cái yếu tố. Cái watt nó chỉ dành 20% thôi. Rồi bây giờ em xin tạm dừng video clip tại đây. Bắt đầu có nhu cầu lấy đôi loa này giá 4.800.000 Yamaha NS100X, dòng loa sử dụng những con vật liệu sử dụng tép bằng vật liệu quân sự các bác nhé, rất là hay. Đôi loa rất là hay và nặng 20kg một thùng luôn, rất nặng. Bass 22, bass đánh sâu uy lực. Và chiếc âm ly Marzahn PM4000 này 2 triệu tròn, cực kỳ đẹp. Cả bộ này là 6.800.000 đồng. Rồi xin kính chào các bác. Các bác nghe nhạc lên khúc một đoạn này, tuyệt vời các bác ạ. Ôi thành đô đêm hoang vu đáy tâm tư, nhìn cuộc đời nghe sầu vương theo. Các bác hãy nhấn nút like giúp em trong sau mỗi video các bác nhé. Mỗi một nút like là một động lực. Các bác không cần phải mua hàng cũng được, chỉ cần like thôi là em đã thấy động lực rồi. Rồi xin cảm ơn các bác.
những bác nào mà đã mua sản phẩm bên em rồi thì theo dõi, vẫn cứ theo dõi xem, thì các bác thấy hay, thấy vui thì like giúp em một like. Bởi vì khi like như vậy thì kể cả các bác không mua hàng, các bác like như vậy thì nó giúp cho em đẩy kênh YouTube lên, đẩy lên các bác, để cho nhiều người cùng biết tới. YouTube nó sẽ hiểu ấy, nó sẽ hiểu là kênh của em nó hữu ích cho cuộc sống, nên là với được nhiều người like như vậy thì người ta nó sẽ kích, nó tự kích cái YouTube của em lên, kênh của em lên cho thật nhiều người biết đến nữa. Thì như vậy nó tạo ra một cái hiệu ứng là hiệu ứng đám đông, để mong cho tất cả những người chưa biết đến kênh của em biết đến kênh em. Và xin cảm ơn các bác một lần nữa, xin chân thành cảm ơn.